Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại kênh Giải Mã TV. Các bạn thân mến, những món đồ vật hay là sinh vật ngoại cỡ ở trên trái đất này thì không còn là một điều xa lạ gì nữa. Tuy nhiên thì các bạn sẽ phải tròn mắt ngạc nhiên khi mà được tận mắt chứng kiến những loại rau củ mang ngoại hình thật là khổng lồ. Vậy thì hãy cùng chiêm ngưỡng những món nông sản khổng lồ ngay sau đây, đến nỗi mà các nhà khoa học vẫn không thể nào giải thích được tại sao chúng lại đạt một kích thước khủng như vậy. Ngay bây giờ thì hãy cùng Giải Mã TV đi tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé! Một quả bí ngô to nhất thế giới. Nếu bạn nghĩ rằng bạn đã chọn được quả bí ngô lớn nhất, hãy nghĩ lại. Khi mà hai anh em sinh đôi, Stewart và Ian Paton đã đè bẹp các đối thủ cạnh tranh bằng một quả bí ngô nặng tới 1.022 kg, tức là hơn 1 tấn. Quả bí ngô cao 1,2 m, có chu vi 5,5 m, đã phá kỷ lục do chính họ thiết lập từ 2 năm trước. Hai anh em 55 tuổi đã chiếm vị trí thứ 2 và thứ 3 trong Festival Bí Ngô mùa thu ở Netley, Hampshire của nước Anh. Họ đã dành 5 tiếng mỗi ngày để chăm sóc cho quả bí ngô, tới gần 380 lít nước mỗi ngày cho nó tại nông trại trồng hoa của họ Pennington của Hampshire. Hiện, hai anh em đang rất vui mừng vì đã đánh bại kỷ lục của chính họ, một lần nữa được ghi nhận trong cuốn sách kỷ lục tại Anh. Ian đang lên kế hoạch để đánh bại kỷ lục thế giới với quả bí ngô nặng 1.054 kg. Ông nói, cả hai chúng tôi đều cảm thấy ngây ngất, thật tuyệt vời khi phá kỷ lục của chính mình. Thực ra chúng tôi không có bí quyết nào cả, chỉ cần làm việc chăm chỉ thôi. Mỗi năm chúng tôi đều cải tiến các kỹ thuật, điều đó không phải dễ dàng. Chúng tôi sẽ đánh bại lại kỷ lục thế giới với tốc độ này, chắc chắn chúng tôi sẽ làm được. Còn Stewart thì nói rằng, nhiều ngày chúng tôi dành 5 tiếng để chăm sóc quả bí ngô, chúng tôi chưa bao giờ chán việc đó. Tin hay không tùy bạn, đó là sở thích của chúng tôi. Thật tuyệt vời khi chứng kiến nó phát triển, cảm giác thật là đặc biệt. Chúng tôi tưới quả bí ngô với gần 380 lít nước mỗi ngày, đó là một công việc vất vả nhưng chúng tôi yêu công việc đó. Bên cạnh quả bí ngô đấy thì còn có một quả bí ngô của người nông dân Thụy Sĩ thu hoạch có trọng lượng 953,5 kg. Người chủ của quả bí kỷ lục này là Benny Mayer, một cư dân Zurich, đồng thời là chuyên gia quốc tế có tiếng về trồng bí khổng lồ. Quả bí được trưng bày tại triển lãm nông nghiệp của thị trấn Jonas, bang Garen, phía đông của Thụy Sĩ. Đây được xem là kỷ lục mới về quả bí nặng nhất thế giới. Hai, quả chuối to nhất thế giới. Chuối là một loại trái cây không quá xa lạ với mọi người. Hiện nay có rất nhiều loại chuối khác nhau, nhưng giống chuối khổng lồ ở đất nước Papua New Guinea, một quốc gia nằm gần đường xích đạo về phía đông nam của châu Á. Giống chuối khổng lồ này có tên là Musa Ingen. Chỉ trồng được ở trên cao nguyên nhiệt đới ở Papua New Guinea. Mặc dù nhiều quốc gia muốn trồng loại chuối này, thế nhưng vì điều kiện thổ nhưỡng không phù hợp nên quả chuối không được to như mong muốn. Chỉ có quốc đảo ở Thái Bình Dương này mới đủ điều kiện để chuối Musa Ingen sinh trưởng. Chiều cao trung bình của quả chuối này là từ 20 đến 25 mét. Tương đương với một tòa nhà 6 tầng cao gấp 5 lần so với giống chuối thông thường. Toàn bộ thân cây được bọc trong lớp vỏ trồng chéo rất chặt chẽ, kích thước rất lớn, thậm chí người trưởng thành cũng không thể ôm hết được. Là cây chuối lớn nhất thế giới nên quả của chúng cũng không thể nào mà nhỏ được. Quả của chuối Musa Ingen rất to, to bằng cánh tay của người trưởng thành, dài tới 30 cm, nặng trung bình từ 1,5 cho đến 3 kg. Về màu sắc và mùi vị thì không khác nhiều so với loại chuối thông thường, nó chỉ có khác mỗi kích thước và trọng lượng. Mỗi quả chuối Musa Ingen thì có cần khoảng 4 người thì mới có thể ăn được hết. 3. Các bạn thân mến, bên cạnh những loại rau củ khổng lồ mẹ mình vừa kể ở trên thì còn rất nhiều những loại rau củ khổng lồ khác nữa. Hãy tiếp tục theo dõi video để xem đó là những loại rau củ nào nữa nhé! 3. Củ khoai tây nặng nhất thế giới. Ông Peter Grebos đã giới thiệu củ khoai tây lập kỷ lục thế giới mới với cân nặng 3,76 kg. Củ khoai tây khổng lồ của ông ấy đã được trưng bày tại triển lãm vườn quốc gia Sepon Mallet, Somerset của nước Anh. Đây không phải là lần đầu tiên ông Greg Brooks
66 tuổi đến từ vùng Northampton, xuất hiện trên báo chí. Ông đã từng giữ kỷ lục là người trồng được củ cà rốt dài nhất thế giới, dài hơn 50cm. Ngoài ra, ông còn được xét kỷ lục Guinness 2 lần công nhận với kỷ lục cây củ cần nặng nhất với 5,8kg và củ cải đường dài nhất 60cm. Vui mừng trước thành quả của mình, ông đã từng chia sẻ: "Điều bí mật để tạo ra thành công, trước tiên là phải chọn được hạt giống tốt. Tôi còn học cách nuôi trồng những cây giống đó và không ngừng học hỏi kinh nghiệm từ những người làm vườn khác, cũng như đọc các loại sách về làm vườn." Và ông Greg Brook đang chờ xét kỷ lục Guinness chứng nhận cho củ khoai tây nặng nhất của mình. Nhưng củ khoai tây của ông Peter Greg Brook vẫn chưa phải là củ khoai tây to nhất. Với kỷ lục 11,3kg, thì ông Colin Simhart đã chính thức giành kỷ lục Guinness vào năm 2009. Ông Colin cho biết rằng: "Tôi đã làm vườn từ khi còn bé, nhưng đến tận bây giờ tôi mới nhìn thấy củ khoai to đến như vậy." Ông Colin còn nói thêm rằng: "Tôi thường tranh thủ thời gian rảnh rỗi của mình để trồng trọt, đặc biệt là tôi không dùng bất cứ loại thuốc trừ sâu hay thuốc hóa học nào để kích thích tăng trưởng." Ông Colin rất tự hào về củ khoai tây cũng như giải thưởng danh giá của mình. Bốn, tỏi tây khổng lồ gần 10kg vì được nghe nhạc. Ông Winfred cũng là một người nông dân trồng vườn rất thành công và ông đã dạy cho con trai, đó là ông Paul, rất nhiều kinh nghiệm làm vườn. Theo đó, bí quyết để cây trồng có kích thước khổng lồ như vậy là phát nhạc Green Mirror trong nhà kính như các bản nhạc In the Mood và Moonlight Serenade. Nghe lời khuyên của người cha quá cố, ông Paul đã đặt một chiếc đài phát nhạc trong vườn rau và sau này, ông đổi sang mở bằng đĩa CD cho tiện lợi. Cây tỏi tây khổng lồ của ông Paul đã đánh bại kỷ lục Guinness hiện tại và trở thành cây tỏi tây lớn nhất thế giới. Kỷ lục trước đó do ông John Preston xác lập với cây tỏi tây nặng 9,2kg vào năm 2011. Ông Paul còn chia sẻ, ngoài việc cho cây nghe nhạc, ông còn chăm sóc bằng cách tưới nhiều nước và dùng các loại phân bón tốt. Không chỉ trồng được cây tỏi tây khổng lồ, mà ông còn trồng được nhiều loại cây trồng khác với kích thước to lớn như cà rốt, củ cải vàng, khoai tây, súp lơ, bắp cải hay là cà chua. 5. Quả dưa hấu to nhất thế giới. Mới đây, tại trang trại trồng dưa hấu ở trấn Ngụy Doanh, huyện Tứ Hồng, thị Túc Thiên, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc, người nông dân đã thu hoạch những quả dưa hấu khổng lồ. Lần này thì họ đã thu hoạch được 4 quả dưa hấu siêu khủng. Tổng trọng lượng 4 quả dưa hấu này lên đến 268,5kg, bình quân mỗi quả nặng 67,1kg, trong đó quả lớn nhất nặng 69,5kg. Theo tìm hiểu, trấn Ngụy Doanh là quê hương của những quả dưa hấu khổng lồ. Nhờ kỹ thuật chăm sóc đặc biệt và thiên nhiên, khí hậu ưu đãi, nơi đây nổi tiếng với những quả dưa hấu vừa to, vừa ngọt, hiếm nơi nào có được. Mỗi năm thì những người nông dân sẽ chăm chút cho những quả dưa hấu khổng lồ và chọn ra quả dưa to nhất, có chất lượng tốt nhất để làm vua dưa hấu. Những quả dưa hấu vua thường là những quả có trọng lượng hơn 100 cân. Theo thông tin đăng tải, năm ngoái mưa thuận gió hòa, quả dưa hấu vua nặng tới 96,5kg. Năm nay khô hạn liên miên ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của dưa hấu, vì vậy vua dưa hấu chỉ nặng 69,5kg mà thôi. 6. Củ cà rốt khổng lồ nhất thế giới. Chet Qualley, 34 tuổi, đã trồng được củ cà rốt khổng lồ với hình thù kỳ lạ trong vườn nhà anh tại bang Minnesota của Mỹ. Củ cà rốt khổng lồ có trọng lượng 10,2kg và được cho là củ cà rốt nặng nhất thế giới hiện nay. Kỷ lục người trồng được cà rốt lớn nhất thế giới hiện đang thuộc về Peter Greg Brooks ở Anh Quốc. Người đàn ông này đã được ghi vào sách kỷ lục thế giới Guinness vào năm 2014 với củ cà rốt nặng 9kg. Qualley hiện đã đang trồng dưa hấu, bí ngô và cà chua khổng lồ. Anh đã trồng những loại dâu khổng lồ được 2 năm và dự định đưa chúng vào sách kỷ lục thế giới.
7. Cây bắp cải khổng lồ nhất thế giới. Theo tờ CNN, Rosemary Norwood và chồng cô, Sean Cartman, sống ở thung lũng Jacquemus, Tasmania, đã bắt đầu trồng loại dầu khổng lồ vào tháng 4 năm ngoái. Suốt 9 tháng, cặp vợ chồng đã tìm mọi cách để giảm thiểu sự tấn công của sâu bệnh gây hại cho bắp cải. Họ đã làm rào xung quanh để ngăn chặn những con thú đói và đặt lưới bảo vệ để không cho sên và bướm tới gần. Norwood đã từng nói rằng không phải lúc nào việc trồng cây cũng cho kết quả như vậy. Thời tiết đóng góp vào thành công khi mà mùa xuân ẩm ướt, mưa nhiều, thời tiết nóng vào đầu mùa hè. Thành quả cuối cùng gây bất ngờ cho bản thân hai vợ chồng và người dân trong vùng, đó chính là cây bắp cải to khổng lồ có khả năng cung cấp rau trộn gần 2 tuần. Và trên thế giới, hiện kỷ lục cây bắp cải lớn nhất nặng 62,71 kg ở Alaska của Mỹ. Tám, củ hành tây nặng nhất thế giới. Ông Stothard, 74 tuổi, đã gieo hạt giống hành tây vào đêm Giáng sinh năm ngoái, rồi cùng con trai David, 52 tuổi, trồng cây dưới ánh sáng nhân tạo trong suốt 8 tháng qua. Đợt nắng nóng kéo dài trong mùa hè năm nay tại Anh đã khiến ông Stothard gặp khá nhiều vất vả khi chăm sóc khu vườn. Kích cỡ hành tây thu hoạch trong vườn của ông Stothard đã tăng dần theo từng năm, nhưng đây là lần đầu tiên ông thu được củ hành tây lớn đến như vậy. Củ hành tây khổng lồ này có trọng lượng 4,5 kg với đường kính 68,5 cm và có thể đủ cho 30 người ăn. Ông Stothard cho biết rằng, tôi đã trồng rau cho gia đình trong 50 năm, sau đó tôi nghĩ mình nên thử trồng các loại rau kích cỡ lớn hơn. Những củ hành tây to nhất tôi được thu hoạch vào năm ngoái cũng chỉ nặng khoảng 3,6 kg, nên tôi đã vô cùng bất ngờ khi đào được củ hành tây lớn thế này. Tôi vô cùng yêu thích công việc làm vườn, nó đã trở thành niềm đam mê của tôi. Gia đình ông Stothard hào phóng chia sẻ thành quả lao động của mình với bạn bè và người thân. Vợ ông là bà Giovanni cũng đã từng mang củ hành tây gia đình trồng tới một buổi tụ tập bạn bè và nó đã được băm nhỏ ra để phục vụ cho 28 người ăn. Theo lão nông, bí quyết để trồng được những siêu hành tây nằm ở khâu chọn hạt giống. Và ngoài ra, ông đã trồng cà rốt khổng lồ vào năm 2017. Vậy là vừa rồi chúng ta đã cùng nhau đi tìm hiểu về những loại rau củ có kích thước khổng lồ. Vậy thì các bạn ấn tượng với loại nông sản khổng lồ nào nhất? Hãy comment ý kiến của các bạn ở bên phía dưới bình luận nhé! Nếu các bạn thấy video này hay thì đừng tiếp một like và chia sẻ để ủng hộ cho Giải Mã TV. Đừng quên nhấn nút đăng ký kênh, nhấn vào tín hiệu chuông để nhận thông báo mỗi khi Giải Mã TV ra những video mới nhất. Hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Xin chào!